còn phẩm thứ bảy khuyên tu thánh đạo lúc đó ngày một thầy Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn con xem xét chúng sanh trong cõi chiên phù sanh tâm động niệm không chi là chẳng mọi tội nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành phần nhiều thối thất tâm tốt ban đầu còn hoặc khi gặp những sự lợi ác chẳng lành lại lần lần thêm tới những hẹn người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bụng này càng nặng thêm lần càng khổng đồ thêm lần chân đạp lún sâu những người đó hoặc gặp hàng thiện trí thức đội dùm đá bất cho hoặc là đội dùm hết cả vì hàng thiện trí thức đó có sức rất khỏe lại nhiều đỡ người ấy khuyên gắn làm cho người ấy mạnh chân lên nếu khi ra khỏi bùn lầy đến chỗ đất bằng phẳng thời cần phải xét nghĩ đến con đường hiểm sâu ấy đừng có đi vào đó nữa bạch Đức Thế Tôn những chúng sanh quen theo thói ác bắt đầu từ mấy muốn rồi lần đến nhiều vô lượng đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành sắp mạng chung thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tập phước lành để giúp tiền độ cho người đó hoặc treo phan lòng và thắp đèn dầu hoặc chuyển đọc tôn kinh hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của các vị thánh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng Bích Chi Phật làm cho những danh hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung hoặc là nơi bổn thức nghe biết cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo thời đáng lẽ người đó phải đọa vào ác đạo xong nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên hành đạo cho nên các điều tội ác của người đó thầy đều tiêu sạch nhưng sau khi người đó đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn chốn ác đạo được sanh lên cõi trời hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng mà kẻ thân quyến lại tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích vì lẽ trên đó nên nay con đối trước Đức Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng tám bộ chúng người với phi nhân vân vân mà nói lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi chim phù đề ngày lâm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận chớ giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành cũng đừng tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái vì sao thế vì việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một mảy muốn chi lợi ích cho người cả chỉ có kết thân tội duyên của người đó làm cho càng thêm nặng sâu hơn giả sử người chết đó hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đắc phần thánh quả sẽ sanh vào cõi trời cõi người nhưng bị lúc lâm chung hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành cũng làm cho người chết đó mắc lấy hương lụy phải đối bị chậm sanh vào chỗ lành huống gì là người trước khi chết lúc sanh tiền chưa từng làm chút phước lành đều theo ác nghiệp của người của họ đã gây tạo mà phải bị sa đọa vào ác đạo hàng thân thuộc nở nào hàng cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm cũng ví như có người từ xứ xa đến tuyệt lương thực đã ba ngày đồ vật của người đó mang rất nặng hơn 100 cân bỗng gặp kẻ lân cận lại gọi bớt giúp đồ vật như vậy vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khốn khổ nặng nề thêm bạch Đức Thế Tôn con xem xét những chúng sanh trong cõi chim phù đề ở nơi trong giáo pháp của Phật nếu có thể làm việc phước lành cho đến chừng bằng sợ lông giọt nước bằng một hộp cát một mảy bụi nhỏ thời tất cả chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cả trưởng giả bạch hỏi khi ngài hiện tại nói lời đó như thế xong trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là đại diện ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sanh trong mười phương ông chắp tay kính mà thưa hỏi ngài hiện tại một tách rằng thưa đại sĩ trong cõi nam diêm phù đề có chúng sinh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu các công đức cho đến thức trai cũng dường làm những phước lành thời người chết đó có đặng lợi ích lớn cùng đặng giải thoát chăng
kẻ còn người mất đều được lợi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trụ giả, nay tôi vì tất cả chúng sinh trong hiện tại này, trong thở vị la sau, nương nơi oai thần của Đức Phật mà nói luận về việc đó. Này ông trụ giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai lúc sắp mạng chung mà nghe đại danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu của một vị Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không có tội đều được giải thoát cả. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác, sau khi người này mạng chung, hàng thân quyến kẻ lớn cùng nhỏ vì người chết mà tu tạo phước lớn, làm tất cả việc về thánh đạo. Thời trong bảy phần công đức người chết nhờ đạt một phần, còn sáu phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tạo đó. Bởi vì có trên đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó, nên cố gắng mà tu hành thời đạt hưởng trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vơ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày như ngay như giết hoặc tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Khi thẩm định xong, thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Khi đọa vào các đạo, thần hồn người chết đó sẽ chưa được thọ sanh, ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Qua khỏi 49 ngày, thời cứ theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thời đã qua trong 100.000 năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu có kẻ phạm 5 tội vô gián tội trọng, thời phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp. Lại vài nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế, mạng chung, hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó. Thời khi tắm sắm sửa chưa rồi, cùng lúc đương làm, chớ có đem nước gạo lá rau vân vân đổ vãi ra nơi đất, cho đến khi các thứ đồ ăn chưa cúng dường Phật cùng tăng trời. Nếu như ăn trái và không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết trọn không được mảy phước nào. Nếu có kẻ thế kỹ lưỡng giữ gìn tinh sạch, đem dân cúng dường Phật cùng tăng, thời trong bảy phần công đức người chết được một phần. Này ông trụ giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thời những người như thế, kẻ còn người mất đều được lợi tất cả. Lúc Ngài Địa Tạng nói lời này, tại cung trời Đa Lợi có số người cung ước nó do hai quỷ thần cõi Diêm Phù Đề đều phát tâm Bồ Đề vô thượng. Ông trụ giả đã bị vui mừng vâng lời dạy, làm lễ mà đưa ra. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô ha ha.